Đấy, trước mắt quý vị đây là một cái lô đất này, chiều ngang 11m, sâu vào 19m nhé. Diện tích là hơn 200m2. Cái này thì là mặt tiền của đường Cầu Cháy thuộc phường 12 thành phố Vũng Tàu. Hướng này là giao với lại đường mùng 2 tháng 9. Còn đi ngược lại là sẽ giao với lại đường 3 tháng 2 nhé. Còn đây, trước mắt quý vị đây chính là cái dự án Navida nhé. Đấy, thì trên cái dự án Navida này chúng tôi đang có vài cái căn nhà đang chào bán này. Quý vị nào quan tâm đến cái nhà ở luôn cũng được, cũng có luôn. Tức là người ta đã hoàn thiện ở bên trong ấy, chỉ việc xách đồ về là ở luôn đấy nhá. Đấy, giá từ 4 tỷ 9 này, 5 tỷ nhá. 5 tỷ thì là chưa có nội thất nhá, hoàn thiện bên ngoài thôi. Còn nếu như mà nhiều tiền hơn 7 tỷ ấy, hơn 7 tỷ thì là hoàn thiện rồi. Đấy. Còn đây thì cái lô đất này có giá là 3 tỷ rưỡi nhá, bìa đồng sở hữu. Trên này thì nó có 3 sổ thôi, một mảnh đất hơn 600m2 thì có 3 sổ, tách ra làm cho 3 người bán đồng sở hữu với nhau, không có tách riêng được nhá. Thì quý vị nào quan tâm đến cái mặt tiền của đường Cầu Cháy này này thì liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.